Vâng, đúng rồi. Xoắn ra đây là phải căng. Sợi sợi gì này. Vâng. Xong rồi là mình thả vào này, người cắt người thả này. Nhưng mà cái đùn như hắn cũng chậm, như hắn cũng không nhanh lắm đúng không? Vâng. Phải có người cắt xong rải gì xong rồi người thả thì thế đồng thời phải có cái vấn đề phải có bột để nó sợi hắn. Hắn 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 cái không dính gì chứ đúng không? Vâng. Mua hàng của Liên máy công suất là 400W nha, 1 giờ 5 đến 15 cân kg một giờ. Chất liệu máy là inox 304 này. Máy inox 304 này. Inox. Mua hàng liên hệ qua số điện thoại này 0934468222 này, 0904432111 nhá. Website của mình là sưởngmaythanhoa.com nhá. Inox. Chất liệu máy đều là bằng inox 304 ấy. Rất là nhanh.